Chào các bạn, hôm nay mình chia sẻ với các bạn cách nấu cà ri sườn heo với nước cốt dừa. 900g sườn heo. Cắt cục nhỏ. Cho 3 muỗng canh muối vào. Xả với nước lạnh, rửa 3 lần. Ba muỗng canh xả bầm. Nửa muỗng cà phê bột ngọt. Bảy muỗng canh nước mắm. Hai muỗng canh đường cát trắng. Bốn muỗng canh bột cà ri. Trộn đều cho vào ngăn mát tủ lạnh ướp trong 4 tiếng trở lên. Bún tươi. Nước ấm, dầu ăn và muối. Cho bún tươi vào. Khi nước bắt đầu sôi mạnh, tắt lửa, đậy nắp, ngâm trong 8 phút. Sau 8 phút, thử xem độ mềm của bún. Xối qua nước thật lạnh. Hai củ khoai tây cắt cục nhỏ. Dầu ăn rau cải. Vặn lửa cao số 10. Khi nhiệt độ của dầu đạt đến 350 độ F, cho khoai tây vào chiên trong 5 phút. Vặn lửa số 10 hâm nóng cái chảo. Cho dầu ăn vào. Khi dầu nóng, cho tỏi bằm tươi vào. Khi tỏi chuyển thành màu nâu vàng có mùi thơm, cho thịt vào xào. Đợi khoảng 2 phút. Mình lấy xẻng lật thịt lại rồi đợi thêm 2 phút nữa, tất cả 6 phút. Chuyển thịt vào nồi.
Cho 2 lít nước nóng vào. Cho thêm 1 muỗng canh bột cà ri vào. Khi nước bắt đầu sôi mạnh, hạ lửa xuống số 4, đậy nắp tiếp tục nấu khoảng 20 phút. Sau 20 phút, thử độ mềm của thịt. Vặn lửa cao trở lại. Một củ hành tây cắt làm tư. Khoai tây. Nêm nếm trở lại. 8 muỗng canh nước mắm. Hai muỗng canh đường cát trắng. Nửa muỗng cà phê bột ngọt. Bốn trăm ml nước cốt dừa. Nêm nếm lại, cho thêm 2 muỗng canh nước mắm. Bây giờ tắt lửa, cà ri đã hoàn thành. Bây giờ mình có thể thưởng thức. Cà ri sườn heo cũng ngon, thịt không bị khô nhám. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu thích cho mình cái like và subscribe. Chúc các bạn có một ngày thật vui. Bye bye.